Để mà kể về cái đồ ngu này thì đó là một câu chuyện rất là dài. Từ thời 4 năm rưỡi trước, sắp thi đại học tới nơi mà răng khôn đau quá trời, cho nên mới lòi ra bài hát này. Vậy mà cũng ráng chịu tới 4 năm rưỡi sau mới đi giải quyết nó. Thì đây là tôi đi khám theo bảo hiểm rồi được chuyển tuyến để nhổ răng. Khám từ tháng 11 mà phải đợi tới tháng 12 mới được nhổ luôn á. Đang đợi tới số để nộp hồ sơ tiếp nhận nè. Đợi coi bộ hơi bị lâu à. Còn đây là quang cảnh mà người chờ xung quanh nè. Có thể là chờ tới lượt bốc số đi khám, chờ tới lượt đóng tiền, hoặc là chờ tới lượt khám. Nhưng mà cũng khá là đông ha. Ôi trời, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Xong thì sẽ được cho một cái số khác để đến khám ở phòng khám răng hàm mặt. Cái phòng đó đây nè. Vô bác sĩ nhìn cái răng rồi cho đi chụp một cái phim răng toàn cảnh. Chàng ơi, để mà tìm được tới cái phòng chụp này là tôi phải đi 80 vòng luôn. Tại vì tôi là bệnh nhân ngoại trú, còn cái phòng này nằm ở khu nội trú. Hên là có chị hộ lý chỉ đường cho. Đi học né X-quang tại giường cho cố, rồi cũng tới ngày ăn tiệc thôi. Phải ngó ngó coi có ai đang nhìn mình không chứ, cũng hơi quê quê á. Tiến hóa hay ghê vậy đó, trong khi ba anh em nó thì mọc thẳng thớm, còn cái con quỷ này thì Để được nhổ răng thì phải có PCR âm tính cái đã. Mừng muốn xỉu luôn nha, mừng thầy được nhổ răng á. Quay lại căn phòng này một lần nữa, cầm theo hết giấy tờ xét nghiệm máu, xét nghiệm Covid với phim răng. Giờ đợi nhổ răng thôi. Thì phải cầm theo tiền nữa, nhưng mà đóng không có nhiều đâu, tại vì khám bảo hiểm mà. Mình cái giấy cam kết này đó giờ toàn là thấy bệnh nhân hoặc là sản phụ ghi. Bây giờ mình là người ghi, thấy lạ lẫm ghê. Biết cái nâu nâu này là cái gì không? Đúng rồi, là Providine đó. Đó giờ chỉ biết mùi chứ đâu có biết vị đâu. Giờ mới biết nó thấy ghê vậy luôn á. Thấy ngậm Providine là biết sắp lên thớt rồi. Mọi người không muốn xem có thể skip tới cuối video chứ mình cũng không biết sao đâu. Xin đính chính là ba cái cục này là một cái răng được chia ra làm ba rồi nảy ra lần lượt đó, chứ không phải là ba cái răng đâu. Đoạn này là mới nhổ xong, giờ xuống quầy thuốc lấy thuốc. Chị chỉ cái tay là muốn nói thuốc tê vẫn còn đang tê tới cái tay luôn đó mọi người. Để coi con số gì đây, là ra con mấy. Thì ra mình không biết số mình ở cái bảng nào nữa. Để đi tìm coi. Đây nè, ở trong hộp là kháng sinh Clementine á, mấy cái viên nhỏ nhỏ ở trên thì là kháng viêm, còn mấy cái đống bùi nhùi còn lại là giảm đau á, mình uống có một viên giảm đau à. Gom thuốc bỏ vô bịch mang về, giờ ra lấy xe về nhà thôi, chưa biết đau là gì đâu, tại vì vẫn còn thuốc tê mà.